Tiểu thuyết Stephanie, Cái giá của tự do. Tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 12, chuyện rắc rối với ngài toàn quyền đảo. Stephanie không còn đếm nổi số ngày khi con tàu Maraamu rẽ sóng chạy về phía đảo Nu. Hòn đảo được người ta lợi dụng để chắn bão táp cho tàu thuyền đổ trong vũng biển Numea. Vậy là 15 ngày ngắn ngủi đã trôi qua. Nàng luyến tiếc thầm nghĩ, cuộc sống có gì khác đáng giá ngoài ái tình? Stephanie nhìn bờ biển thoai thoải đang lại gần. Vậy là bây giờ ta sắp trở về với cuộc sống thực tế. Những ngày qua, trên đảo vắng nàng không nghĩ được gì hết, bởi lúc nào hai thân xác cũng quấn chặt vào nhau, bởi mỗi ngày gian yêu nàng đến chục lần. Nhưng bây giờ, nỗi sợ trước cái già bắt đầu ám ảnh nàng. Mặc dầu trong cuộc tình say đắm, nàng không thấy mình đổi khác so với năm nàng 16-20. Vậy mà năm nay, nàng đã ngoài 40. Đáng lẽ, tuổi phải căn cứ vào tâm hồn, vào thể xác, mà cả hai thứ đó Stephanie cảm thấy chưa già đi chút nào. Mình dớ dẫn, Stephanie thầm nghĩ, mình vẫn còn thanh xuân hệt như xưa. Stephanie bước vào khách sạn Inn trong sự hân hoan đặc biệt của mọi người. Chủ khách sạn Vincent Coffee hớn hở chạy ra đón người mệnh phụ đẹp nhất từ trước đến nay của khách sạn. Cô gái Jolan đang bị khách đàn ông dây quanh cũng gạt họ chạy ra đón Stephanie. Ôi, chúng tôi biết hết cả rồi. Biết phu nhân đã bị thổ dân Canuck bắt cóc. Nhưng chúng có làm gì bà không? Bọn dân Canuck nổi tiếng là dâm vật. Không, không thổ dân nào đụng được đến người tôi vừa lần. Về sang bắt đầu mở nút chai rượu. Ta phải ăn mừng thật to vì phu nhân Ditterville chiến thắng trở về. Stephanie nhận thấy Jan lùi vào một khúc kín đáo. Nàng bước đến bên anh. Anh hiểu cho Jan, họ mừng em trở về. Em không phải trò chuyện với họ đôi chút cho đúng phép lịch sự chứ. Tôi muốn giết chết hết bọn chúng. Vậy là em đã về với chúng. Chúng làm hai chúng ta phải xa nhau. Vậy anh muốn thế nào? Anh muốn hai chúng ta trở lại hòn đá quan, xa tất cả những con người kia. Anh chỉ muốn một mình anh nhìn thấy em, nghe em nói, một mình anh hưởng sự hiện diện của em bên cạnh anh. Em cũng rất muốn thế. Vậy anh hãy mang em đi. 3 tiếng đồng hồ sau, Jan đặt nàng lên lưng ngựa, lưng ngồi đằng sau, ôm chặt nàng như xạ thủ ôm con thú săn được. Jan mang nàng đến túp nhà của anh. Khi đặt nàng lên giường và ôm chặt nàng, anh thở dài tuyệt vọng. Cuộc ân ái của anh hôm nay như thể cuộc ân ái cuối cùng. Anh sẽ không bao giờ được ân ái với nàng nữa. Anh sợ cái gì nào anh yêu? Sau cuộc tình, Stephanie quể quải hỏi. Anh sợ em. Thứ anh sợ đầu tiên là em. Em thuộc về anh kia mà. Em là của anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Nhưng em còn hòn đảo của em. Jan giận dữ nói. Hòn đảo của Stephanie, đó là nước Pháp, là chồng nàng, các con nàng, là cuộc sống của nàng cách xa anh. Jan, em đến hòn đảo này để làm gì Stephanie? Jan lại ôm ghì nàng, khiến nàng gần như ngạt thở. Stephanie biết trả lời ra sao đây? Trong 20 năm trời, nàng đã chỉ yêu thật sự một người, vậy mà cuối cùng mối tình đó thất bại thảm hại. Stephanie đã lấy anh, nhưng rồi cuộc hôn nhân sụp đổ và họ sẽ không sống với nhau nữa, mặc dầu họ bị gắn chặt vào nhau cho đến lúc chết. Sau đây Honey sẽ làm gì? Sẽ có những mối tình ngoại lệ giống như Boris? Ôi, Boris, Stephanie yêu chàng biết bao, bây giờ cũng còn yêu, nhưng nàng lại có Jan. Jan giống như một trận cuồng phong cuốn nàng vào một mối tình điên cuồng, bão táp dữ dội. Nàng không thể ngờ trên cõi đời lại có kiểu mối tình như vậy. Stephanie nép vào vòng tay Jan, như thể muốn tan biến vào trong anh. Nàng thì thầm vào cổ Jan. Đừng nghĩ đến chuyện đó anh yêu. Em đang ở đây, em đang yêu anh. Cuộc đời trôi chảy, các mối tình cũng đến rồi qua đi. Stephanie nói dường như với bản thân, trong tâm trạng tuyệt vọng, bởi nàng nghĩ đến lúc chia tay với Jan. Tất sẽ đến lúc nàng phải chia tay anh, điều đó không thể tránh được, cho nên nàng muốn lúc này chỉ nghĩ đến hiện tại. Đối với em thì không phải như thế. Anh tin rằng những người đã yêu em bao giờ cũng thấy em đang tồn tại. Em không bao giờ qua đi cả. Giọng Jan khàn đặc và Stephanie hiểu cơn thèm khát xác thịt nàng trong anh đang lên đến đỉnh cao.
và anh không cho phép nàng quan niệm tình yêu của anh chỉ là một thời gian. Anh muốn không bao giờ quên nàng. Các mối tình nào cũng đến rồi qua đi. Stephanie lẩm bẩm. Không. Giang quát lên. Không phải thế. Stephanie công nhận Giang phần nào có lý. Nàng tin Rene vẫn còn yêu nàng trong khi nàng đã không yêu anh nữa. Nàng nghĩ đến Boris lúc trở lại với chàng. Boris còn cháy bỏng hơn, điên cuồng hơn. Chàng say mê nàng đến mức năn nỉ nàng theo chàng sang Nga để chàng không bao giờ phải xa nàng. Stephanie lại nghĩ đến Giang. Trước khi gặp nàng, Giang đã ngủ với hàng chục, hàng trăm cô gái. Thổ dân có, lai có, da trắng có. Vậy mà sau khi gặp Stephanie, Giang không còn thiết bất cứ ai khác ngoài nàng. Giang chỉ yêu một mình nàng. Anh đã từng nói, ban đêm anh gào lên để ghìm xuống nỗi khao khát em. Và nhiều lần Giang nói, từ khi nhìn thấy em, anh chỉ còn nghĩ đến em. Bất cứ cô gái trẻ trung xinh đẹp đến đâu, anh cũng không chịu nổi để cô ta nằm bên cạnh anh, đụng chạm vào da thịt anh. Từ ngày có em, anh ghê tởm thân thể mọi phụ nữ khác. Tình yêu của Giang có gì đó đặc biệt, ngoại lệ. Nàng xúc động thầm thì, Giang, tình yêu của em, anh biết đấy, cần phải. Stephanie không dám nói, cần phải để em về và ngủ ở khách sạn cho đúng phép. Người đời là người đời, em đã theo anh về đây để yêu anh. Bây giờ anh phải đưa em về khách sạn. Em muốn về à? Mọi người đều biết em đến đây với anh. Ta cần giữ bề ngoài một chút, anh hiểu không? Hiểu. Và nói và đứng dậy, em cầm lấy. Và anh quăng lần lượt những thứ đồ lót nàng đã tìm thấy ở khách sạn và thay vào người trước lúc đến đây. Và đây là áo. Và sửa lại áo nàng, cài khuy vuốt cho thẳng. Nét mặt anh giận dữ và lạnh lùng đến sợ. Xong rồi chứ? Giang, Stephanie thầm thì gian dĩ. Tôi hiểu, lên ngựa thôi. Bà nói đúng, phu nhân Dittervin. Những kẻ ở khách sạn Inn mới quan trọng, bà mới cần quan tâm. Còn tôi chẳng là cái gì hết, tôi chỉ là thằng nhân tình lén lút. Giang giật cương cho ngựa phi như điên trong đêm tối. Anh ôm chặt nàng, áp nàng vào ngực mình, kẹp chặt hai đùi nàng vào đùi mình. Họ không nói một lời, họ lặng lẽ như vậy cho đến lúc về tới khách sạn. Khi họ dừng ngựa, sân bên ngoài vắng tanh không một bóng người. Giang nhảy xuống trước, đỡ nàng xuống sau. Khoan đã, Giang ra lệnh. Anh vuốt ve lại nếp áo nàng, như thể cố kéo dài giây phút bên nàng. Stephanie thầm nghĩ, không người đàn ông nào đau khổ vì mình, như mình đang làm Giang đau khổ. Giang, tại sao anh tự hành hạ anh như vậy? Em yêu anh kia mà Giang. Nhưng nàng không nói gì. Trước thái độ của Giang, nàng thấy sợ, như kẻ điên. Giang nhảy phát lên ngựa hét, đi! Stephanie không chịu nổi nữa, nàng không thể chia tay anh trong tình trạng thế này. Tim nàng rớm máu, nàng thèm được áp môi vào môi anh, áp thân thể vào thân thể anh, được hôn anh một nụ hôn đắm đuối. Nàng vội vã đưa tay níu dây cương, con ngựa dẫn phi, kéo Stephanie lê đi một quãng rồi mới dừng lại. Nàng đã túm được cổ nó, bèn bấu chặt, co chân lên, Giang đỡ nàng ôm chặt. Em yêu của anh, xin lỗi em. Anh ở lại khách sạn với em Giang. Em yêu anh, em không thể xa anh. Và em cũng biết anh không muốn xa em chút nào. Mặc dư luận, mặc tất, vào với em. Và nàng kéo Giang, họ chạy theo hành lang vào phòng nàng. Vừa đóng cửa lại, họ đã hấp tấp cởi quần áo cho nhau và lao lên giường ôm chặt nhau. Lần này người chủ động lại là nàng. Stephanie đã kéo Giang theo nàng, buộc cả thị trấn thủ phủ đảo Nouvelle Caledonie phải chấp nhận mối tình giữa nàng và Giang. Cặp nhân tình, họ là cặp nhân tình của tình yêu ngoài hôn nhân. Tầng lớp thị dân có thể biểu môi, dẫu mỏ, có thể lườm mút, nhưng trong tầng lớp kinh doanh tại thị trấn Noumea, hai người đều là những nhân vật không ai có thể bỏ qua, không ai dám không thèm giao tiếp. Vì lẽ đó, những thái độ biểu môi, dẫu mỏ dần dần tan biến. Mọi người bắt đầu thấy chuyện cặp Stephanie Jan, hoặc nói cho chính xác hơn, cặp phu nhân Dittervin và chàng Jan Kanderlecht đi bên nhau ngoài phố, trong khách sạn và âu điếm công khai là chuyện không cần phải bàn tán. Thấy Stephanie táo bạo bất chấp mọi thứ, ngay cả Jan cũng quản và Stephanie đã phải một lần nữa chỉnh đốn người yêu. Sự đời là vậy, ta cứ đàng hoàng sẽ không ai dám bàn tán gì nữa. Em đã lựa chọn giữa kiểu sống đạo đức giả, chẳng che giấu được ai, và kiểu sống đàng hoàng công khai theo đúng lòng mình.
Anh là người tình của em, anh ngủ trong phòng khách sạn của em, đàng hoàng, công khai, và bất cứ ai muốn mời em đến nhà họ đều buộc phải mời cả anh. Việc em mê vắn mà, người xưa nay vẫn được nhìn nhận là thân tín, là người Stephanie coi gần như anh ruột, đã làm mọi người ngạc nhiên. Stephanie giải thích việc em mê vắng mặt như sau. Ông Mikao ở lại bên ông già yêu Candlelight để hoàn thành chuyến đi kiểm tra các cơ sở của công ty Ditterville. Họ sẽ còn đến tận Kumat và Pum. Đấy là những địa điểm tận cùng của đảo Nouvelle Caledonia. Bao giờ ông già Iconolet về mà không có em mê thì lúc đó mới do người ta bàn tán. Lúc đó lại tính giải thích kiểu khác. Stephanie suy nghĩ, lúc này cách giải thích như trên là đủ. Stephanie cũng không nhắc gì đến trại giam tù nhân, đến những tội phạm bị giam giữ. Nàng không trở lại thăm họ và cũng không lộ ra chút gì về chuyện nàng đã sống mấy ngày ở đây. Nàng giữ kín điều bí mật đó để chuẩn bị ném một quả bom sau này, vào dịp nào thích hợp. Em đang chuẩn bị một quả bom, nàng nói với Giang. Em sẽ châm ngòi anh yêu của em, người tình của em, anh chưa biết người đời là thế nào đâu, nhất là tầng lớp thượng lưu Paris. Tại đó, mọi thứ gì dính dáng liên quan đến công xã đều bị coi là của cấm. Cho nên em phải chuẩn bị chu đáo việc trả thù. Em phải nhấm nháp nó như nhấm nháp nón sốt vàng. Em sẽ tiến hành cuộc chiến đấu với xã hội và chính quyền. Chuyện đâu phải dễ. Phải làm cách nào để họ sợ em. Em sẽ buộc họ phải chịu thua. Nhưng trong chuyện này, em cần lôi kéo đám phụ nữ để tạo hậu phương. Em định làm cách nào? Em chờ thời cơ và sẽ tấn công trực diện. Stephanie chuẩn bị hậu phương hết sức tỉ mỉ, kỹ càng. Nàng chăm chỉ đến dự các buổi tuyệt trà, niềm nở vui tươi với tất cả mọi người. Nàng cúng tiền cho nhà thờ và chủ nhật nào nàng cũng cùng Giang đi lễ. Thấy hai người đi với nhau tình tứ, nhiều cặp mắt nhìn vẻ chê bai, nàng coi như không thấy. Nhưng lúc nàng và Giang trong nhà thờ bước ra sau buổi lễ, mọi người chào nàng cũng đều phải chào Giang, bắt tay nàng cũng đều phải bắt tay anh. Sau khi trở về Numea được 3 tuần lễ, Stephanie nhận được thiếp mời sang trọng đến dự tối chiêu đãi ở dinh quan toàn quyền của đảo. Đây là nơi quyền quý nhất tại đây. Cầm tờ thiếp in trên giấy dày, Stephanie thầm nghĩ, toàn bộ giới thượng lưu và chức sắc của đảo sẽ có mặt trong buổi tối chiêu đãi này. Mình sẽ nổ quả bom lúc đó là chính xác nhất. Tuy nhiên khi nàng đọc lại dòng chữ ngoài phong bì, nàng thấy đề tên thật của nàng, cái tên mà ở đây không có ai biết và không ai dùng. Stephanie bỗng thấy lo ngại. Từ ngày đến đây, mỗi khi tự giới thiệu hay viết thiếp mời ai, nàng đều xưng là phu nhân Ditterville. Ngài toàn quyền không phải không biết. 3 lần gặp ngài, ngài đi chào nàng, chào phu nhân Ditterville. Tại sao lần này đột nhiên ngài đã đề ngoài phong bì kính gửi phu nhân Gerson? Vì ngài tôn trọng sự hợp pháp hay tôn trọng sự chính xác mang tính nghi lễ? Stephanie không tin chỉ đơn giản như vậy. Stephanie chỉ có một cách giải thích mà nàng cho là chính xác. Ngài toàn quyền muốn nhắc nàng trở về đúng vị trí của nàng. Phu nhân Gerson phải sống cho đúng với bổn phận và danh dự của phu nhân Gerson. Đừng có tự xưng là phu nhân Ditterville để lập lờ. Ngài toàn quyền dùng kiểu ghi chính thức ngoài phong bì đựng thiếp mời là ý ngài tỏ ý mời phu nhân Gerson chứ không mời phu nhân Ditterville. Stephanie không thể cãi được. Bởi vì mặt pháp lý, nàng vẫn là vợ của Rene Gerson. Người được gọi là phu nhân Ditterville thật ra không tồn tại. Và nếu có tồn tại thì đồng thời bà phu nhân Ditterville ấy cũng là nhân tình của Jan Candlelight, nhân tình công khai, vốn không chịu rơi vào thế bị động, không chịu để người khác buộc mình phải sống theo ý họ. Stephanie mất 2 ngày căng thẳng suy nghĩ tìm cách thoát ra khỏi cái thòng lòng ấy. Phải đợi đến lúc cái thiếp mời giữ chiêu đãi đã đến tay tất cả các khách mời, Stephanie mới khẳng định Jan Candlelight không được mời. Nàng bèn nhấc cây bút đẹp nhất của nàng, nắn nót viết thư cho ngài toàn quyền. Rất hân hạnh được ngài toàn quyền Pháp trên đảo Nouvelle Caledonia có nhã ý mời phu nhân Ditterville, vui lòng nhận lời đến buổi chiêu đãi cùng với ông Jan Candlelight. Cách chỉnh đốn đồng thời tỏ lập trường dứt khoát này không ai còn có thể hồ nghi. Hôm sau, Jan tiếp nhận được thiệp mời. Em có nhận được thiếp mời chứ? Anh chìa tấm thiếp mời giữ chiêu đãi ra khoe với người tình.
Trong thâm tâm, Stephanie sung sướng, nàng đánh bạo thử gây sự và đã chiến thắng. Một điềm tốt lành, làm sao vẻ thản nhiên, nàng hờ hững đáp, em cũng nhận được như anh, sáng nay. Gian cầm phong bì của nàng liền đọc, Gerson, sao lại thế này? Mặt Gian cao lại nhìn nàng nghi ngờ, đấy là theo giấy tờ chính thức, ngài toàn quyền không thể làm khác được. Ông ta rất thận trọng trong văn bản, nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm mà lại. Anh không biết chuyện đó, em có lý, và ngài toàn quyền có lý. Anh yêu, hôm ấy sẽ là lần đầu tiên hai chúng ta xuất hiện chính thức, công khai trước mọi chức sắc và giới thượng lưu. Em sẽ mặc bộ mọi người chưa thấy lần nào. Anh cũng phải bỏ đôi ủng và bỏ kiểu sơ mi phanh ngực đây. Anh đã có vài lần đến dinh toàn quyền, và những lần đó anh mặc rất diện. Lần này anh đi với em, cho nên phải tạo hòa hợp với cách ăn mặc của hai chúng ta. Jan ôm chầm người tình, nghĩa là em muốn anh đẹp chứ gì, Stephanie? Đẹp và quyến rũ đến mức tất cả đàn bà con gái có mặt trong buổi chiêu đãi đều phải ghen tị với em. Là em dám yêu anh công khai. Khi đó họ sẽ hiểu em yêu anh là có lý và sẽ tha thứ cho em. Sự tha thứ mà em không thèm xin xỏ ở họ. Đúng là tính bướng bỉnh của em. Jan cười. Chính thế, Jan, anh thừa biết em bất kể người ta bình phẩm thế nào, nhất là những người đề ra đủ mọi thứ nguyên tắc đạo đức nhưng lại không thực hiện theo những nguyên tắc ấy. Họ chỉ rêu rao những nguyên tắc ấy để che mắt người khác. Những nguyên tắc ấy thoát ra miệng có lợi cho họ. Mà nói anh biết, Jan, hôm nay em sẽ ném một quả bom đấy. Jan nhìn nàng khẽ nói, chuyện trại giam ở đảo Nu và những chuyện tù nhân mà em đã. Đúng thế, Stephanie nói giọng dứt khoát, chấm hết câu chuyện đang làm nàng suy tính, không muốn để ảnh hưởng đến tình cảm giữa nàng và Jan lúc này. Stephanie nép vào người Jan, thì thầm, anh yêu của em, hôm ấy cả anh và em đều phải chinh phục được họ. Gọi là dinh toàn quyền, thực chất chỉ là một tòa nhà xây kiểu thị dân vững chãi, hai tầng, nằm giữa một khu vườn rất rộng, được chăm sóc tỉ mỉ công phu. Để tưới cây cối, những luống trồng qua, ở Numia không có sông, có suối nước ngọt nào, người ta phải dùng xe tải chất 20 thùng phi hàng ngày để lấy nước ở Yahoo, cách đó 13 cây số. Phòng khách của Jin bày biện toàn đồ gỗ cổ lỗ nặng nề, ghế, bàn, đi văn và cả những tấm rèm trông to lớn cồng kềnh, khiến Stephanie nghĩ đến những tòa nhà của tầng lớp giàu có hồi đầu thế kỷ. Nhờ những vườn cây bao quanh, tòa nhà trông đỡ chói mắt, khiến Jin toàn quyền có vẻ đáng yêu hơn đôi chút. Những cây nhiệt đới rậm rạp và cao vút, các loại hoa sặc sỡ tạo cho khung cảnh bao quanh một vẻ tươi mát dễ chịu. Nữ chủ nhân của tòa nhà, phu nhân quan toàn quyền, được mọi người gọi một cách xu nịnh là bà lớn Beth. Không phải người đẹp, bà có gương mặt dài như mặt ngựa. May mà bà niềm nở, lịch thiệp với khách gỡ lại và phải công nhận tính tình bà rất phúc hậu. Stephanie ngồi trên xe sông mã đến dự chiêu đãi. Ở đây người ta rất ít dùng sông mã bởi đường phố hẹp, mấp mô, lên dốc, xuống dốc và thị trấn thủ phủ này lại nhỏ, dùng ngựa hoặc đi bộ thuận tiện hơn nhiều. Nhưng Stephanie đã kiếm cho bằng được một cỗ xe sông mã để cùng Jan đến dinh toàn quyền. Dùng xe sông mã là một điểm trong kế hoạch của nàng đêm nay. Stephanie đã phải hỏi mượn một bạn gái ở đây. Nàng bảo đến dự chiêu đãi tại dinh quan toàn quyền ở đây đối với nàng quan trọng không kém gì đến dự chiêu đãi ở dinh tổng thống nước Cộng hòa Pháp tại Paris. Nàng là người từ Paris sang đây, không thể đi bộ đến dinh toàn quyền được. Câu nói của nàng đã làm bà bạn thích thú và bà sẽ đi kháo với tất cả mọi người rằng phu nhân Dittervin xếp quan toàn quyền đảo Nouvelle Caledonie ngang với ngài tổng thống nước Pháp. Tại Paris, người ta có lệ và phu nhân Dittervin không thể đi bộ đến dự buổi chiêu đãi mà bà ta rất lấy làm vinh dự được mời. Phu nhân Dittervin đã năn nỉ tôi cho bà mượn cỗ xe sông mã. Vậy là điều đầu tiên trong kế hoạch của nàng đã hoàn tất. Đưa câu nói đó đến tai bà lớn Bẹt, bà sẽ vui vẻ thuật lại cho chồng và ngài toàn quyền sẽ sung sướng được người ta tán dương. Nhờ bước gây cảm tình đầu tiên đó mà khi nàng đến dinh, quan toàn quyền sẽ vui vẻ hôn tay nàng theo đúng kiểu cách Paris và buộc phải bắt tay người tình của nàng. Chồng thấy Stephanie từ trên xe sông mã bước xuống,
không phải chỉ quan toàn quyền và phu nhân, mà mọi khách khứa cũng phải tôn trọng nàng hơn. Quả bom của Stephanie trong buổi chiêu đãi hôm nay là đặt vấn đề phải tôn trọng những điều ghi trong bộ luật, những quy chế đã ban hành về việc quản lý tù nhân. Như nàng thừa biết điều yêu cầu đó khó có thể được thực hiện. Thế nào người ta cũng bảo nàng, ôi, chúng tôi biết chứ thưa phu nhân, những sai sót là chuyện khó tránh, tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ... Và sau đấy là đủ thứ lời hứa hẹn hay hò nhưng không bao giờ thi hành. Những lời hứa hẹn chung chung và mơ hồ. Lúc bước trong xe ra, Stephanie thầm nghĩ, mình phải tiến hành theo bài bản, giống như diễn viên theo kịch bản mới được. Nàng khoác tay Jan bước lên các bậc thềm vào nhà. Hôm nay Jan ăn mặc rất đẹp, theo đúng gợi ý của nàng. Áo vest dài bằng dạ màu nâu đỏ pha sợi hóa học, ghi lê màu be thêu, quần cũng màu be, chỉ có cà vạt màu xanh lam, lặp lại màu áo của Stephanie. Lúc đến dinh, Jan mặc ngoài tấm áo choàng màu nâu đỏ rất rộng, trong khi Stephanie mặc áo dài hở vai, khoác áo choàng màu xanh lam, ống tay thụng. Gia nhân trịnh trọng báo tin, phu nhân Dittervin. Stephanie mừng rỡ thầm nghĩ, vậy là mình gạt được cái tên phu nhân ghen xong ra khỏi buổi chiêu đãi hôm nay. Ngài Candlelight, gia nhân hô tiếp, quan toàn quyền của phu nhân, bà lớn bạc, niềm nở đón chào hai vị khách quý. Ai dám coi thường được công ty Dittervin? Stephanie thầm nghĩ, khi hai người bước vào phòng khách rộng thênh thang, những khách đến trước ùa ra chào đón họ, để mức Stephanie phải thầm nghĩ. Theo bà lớn bạc đã dặn họ là phải niềm nở đón chào nàng. Tất nhiên, mọi người đều chờ đợi nàng và Jan, bởi hai người là cặp tình nhân gây dư luận nhiều nhất, đồng thời cũng được mọi người cố tình quên đi. Họ xử sự thật cảm động, Stephanie thầm nghĩ. Thì ra cách hiệu nghiệm nhất để dẹp mọi lời đàm tiếu là hiên ngang, dũng cảm đương đầu. Hỡi các vị thân mến, hôm nay tôi sẽ dành cho các vị một quả bom lớn. Trong khi chờ đợi ai sẽ nói câu gì, bóng gió chê bai nàng, Stephanie tỏ ra hết sức duyên dáng lịch thiệp, đáng yêu với tất cả mọi người. Nàng hết khen ngợi cách ăn mặc của người này, lại tấm tắc ca ngợi cách làm đầu của người kia. Rồi đối với khách đàn ông, Stephanie đã sẵn có sắc đẹp siêu phàm, lại thêm cách tiếp chuyện dịu dàng, thông minh. Nàng luôn miệng khen ông này có dốc người đậm đà, ông kia có cặp mắt dễ thương, ông nọ có dáng đi quý phái. Khiến chỉ một lát sau, nàng đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Gia nhân bưng ra đồ uống, bà lớn bạc lịch sự tươi vui, đi thăm hỏi trò chuyện với tất cả các nhóm. Cuối cùng vị toàn quyền phu nhân nói với Stephanie, thưa phu nhân thân mến, tôi rất sung sướng được nói với chồng tôi, cũng như toàn thể các quý khách có mặt ở đây, là chúng tôi rất hân hạnh thấy phu nhân có mặt trong buổi chiêu đãi tối nay. Chúng tôi đã vô cùng hoảng hốt khi nghe tin phu nhân bị thổ dân Karak bắt cóc. Mai thai ngày Candlelight đây đã có hân hạnh được cứu phu nhân thoát. Câu nói của bà lớn bạc thoáng nghe có vẻ là một lời ca ngợi, nhưng hàm ý không lấy gì làm hay ho cho nàng. Stephanie lấy vẻ nghiêm trang đáp lại, thưa toàn quyền phu nhân tôn kính, ông Candlelight cứu tôi, đúng thế, nhưng không phải trong tay đám thổ dân Karak, mà trong tay đám cai ngục ở trại giam. Trại giam, tiếng xì xào lan khắp các khách khứa, cả các gia nhân đang tiếp rượu cũng dừng tay lắng nghe. Stephanie đợi cho gian phòng im ắng chờ đợi, mới đưa mắt nhìn tất cả mọi người, dõng dạc nói, thật ra chuyện của tôi rất đơn giản, đám thổ dân Karak của Atai quá là bắt tôi đem đi. Nhưng phải nói rằng họ đối xử với tôi hết sức kính nể. Họ định dùng tôi làm con tin hay đòi tiền chuộc, điều này tôi chưa biết rõ. Nàng dừng lại một chút, chuẩn bị giọng điệu để đi vào điểm chính yếu, quả bom mà nàng đã chuẩn bị kỹ càng mấy hôm nay. Ông già tốt bụng Yves Candlelight, do sẵn có mối quan hệ tốt với bộ lạc thổ dân, đã tự nguyện thế chân cho tôi và bố trí cho tôi trốn. Tôi đã làm theo điều ông già Candlelight yêu cầu. Không may một số tên chuyên lùng bắt tù trốn trại đã tưởng tôi là kẻ họ tìm, bèn bắt giải tôi đến trại giam để lĩnh hưởng. Thế là tôi sa vào trại giam những người bị kết án lưu đày và bị đánh đập tàn bạo. Vâng, đúng thế, tôi đã bị đám cai tù đánh đập hết sức dã man. Thức ăn của tôi chỉ là bánh mì móc, cá ương và chuối đã thâm nát. Stephanie quay sang ngài chỉ huy quân sự đảo, nói tiếp,
Thưa ngài chỉ huy pháo đài, tôi biết lực lượng hải quân của ngài luôn tuần tiễu dọc bờ biển và chịu trách nhiệm về các tù nhân. Rất tiếc là về mặt kỷ luật, quân của ngài không được khá gì mấy. Tôi nghĩ rằng quy chế đối với tù nhân nghiêm khắc là đúng, nhưng vẫn phải nhân đạo. Rất đáng tiếc là những gì tôi mắt thấy tai nghe và bản thân nếm trải thì lại dã man đến mức khủng khiếp. Và tôi tin rằng nếu ngài biết, ngài cũng không thể chấp nhận. Tôi xin khiếu nại cho bản thân tôi và cho các tù nhân khác bị giam trong những nhà tù vô nhân đạo ấy. Quả như nàng dự đoán, điều nàng vừa nói ra đúng là một quả bom. Nàng đã châm nó nổ giữa dinh toàn quyền bằng cách không nói thẳng với ngài mà nói qua viên chỉ huy quân sự của đảo trước mặt tất cả mọi người. Bây giờ thì nhà chức trách Pháp trên đảo không thể không tiến hành điều tra những kẻ phạm pháp, lập tòa án xét xử. Và điều Stephanie vừa nói ra nhất định sẽ được báo hàng ngày ở Numia đưa tin. Tất cả những báo bờ Sydney cũng quan tâm đến chuyện này, sẽ cử phóng viên đi thu thập tài liệu, chứng cứ phạm pháp của cai tù các trại giam. Quả bom của nàng sẽ tạo nên phản ứng dây chuyền và chưa biết dư luận xung quanh về cách đối xử tàn bạo trong các trại giam sẽ còn lan xa đến đâu nữa. Đúng là một vệt dầu loang và chắc chắn sẽ được đưa lên báo chí bên Pháp và nhiều nước khác. Viên chỉ huy quân sự của đảo, một con người thông minh, lanh trí và không phải không đúng đắn, nghiêng đầu đáp. Tất cả các khiếu nại đều được lưu giữ trong văn phòng của tôi, thưa phu nhân. Tôi hy vọng phu nhân ban cho tôi hân hạnh được nhận đơn khiếu nại chính thức của phu nhân về chuyện này. Ngày mai xin phu nhân quá bộ lại văn phòng bộ chỉ huy quân sự của tôi. Vào 3 giờ được không, thưa phu nhân? Được, thưa ngài chỉ huy. Tôi sẽ có mặt tại phòng giấy của ngài vào 3 giờ chiều. Rất hân hạnh, tôi xin đợi phu nhân. Bây giờ Stephanie nhìn ra xung quanh. Mọi khách khứa đều ngây người như những pho tượng bằng sáp, mặt da anh tái nhợt. Anh không ngờ Stephanie liều lĩnh như vậy. Đám các bà và các cô trợn mắt, tỏ vẻ kinh hãi. Riêng viên chỉ huy quân sự của đảo vẫn điềm tĩnh, lịch sự như mọi khi. Thế rồi do một bản năng thầm kín nào đó, bỗng nàng thấy mến ông ta. Nàng thấy ở viên chỉ huy quân sự này một con người công bằng, hào hiệp, cao thượng và hấp dẫn nữa. Tối hôm nay, ông ta là đối thủ của nàng và trước quả bom của nàng, ông ta vẫn bình tĩnh, sẵn sàng tiếp chuyện nàng để nghe chi tiết những điều nàng phát hiện. Hay không khí buổi chiêu đãi nặng nề căng thẳng, bà lớn bạc lên tiếng, thưa phu nhân Ditterwin thân mến, chúng tôi hiểu tấm lòng của phu nhân, những tù nhân bị giam cầm đều là người có tội, họ đã phạm tội làm loạn, nhưng đúng như phu nhân nói, mặc dù họ đã phạm tội ác, lỗi lầm, họ vẫn là những con người và chúng ta phải đối xử nhân đạo với họ. Stephanie nở một nụ cười e thẹn, từ từ gật đầu tán thành. Nàng nhỏ nhẹ nói những lời mới nghe tưởng như đơn giản thơ ngây. Họ cũng là người như bà lớn, như tôi, như tất cả chúng ta. Và đúng như nàng tính toán, đây lại là một quả bom nữa, giống như chúng ta sao được? Mọi khách khứa đều sửng sốt, sao bà ta dám nói như vậy? Sao bà ta dám so sánh những tên tù tội đó với chúng ta ở đây? Stephanie đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một số cặp mắt lộ vẻ kinh hoàng và phẫn nộ. Đột nhiên Stephanie đã biến thành một tên cách mạng, một kẻ mắc thứ bệnh phong mà mọi người đều xa lắm. Mấy người đàn ông đang đứng bên cạnh Jan đã lảng ra xa, coi anh là một kẻ mắc bệnh phong. Stephanie giật mình, hay mình đã đi quá xa? Nhưng nàng lập tức tự nhủ, mặt cũng cần cho họ biết mình nghĩ thế nào. Tuy nhiên, vốn quen bình tĩnh trong những tình huống gay cấn nhất, Stephanie vẫn tỉnh táo. Nàng thấy nếu không thi hành biện pháp này, nàng rất có thể sẽ bị mọi người xa lánh, thậm chí còn bị cấm không được bước vào tòa nhà này và phòng khách các nhà khác. Stephanie thấy nàng phải làm một cử chỉ gì, nói một câu gì đó, mọi người quên đi những lời nàng nói lúc nãy mà họ coi là sự phỉ báng họ. Cần phải làm cách nào để họ trở lại với nàng. Stephanie nghĩ bản thân nàng thì nàng bất cần, nhưng vấn đề là những người kia, những tù nhân ở trại giam đã trở thành những người bạn của nàng. Mục đích nàng chuẩn bị tỉ mỉ và quăng quả bom kia ra giữa nơi công khai này chính là vì họ chứ không phải vì nàng. Vì họ mà nàng cần khiếu nại, cần phản kháng, cần trừng trị những tên cai tù độc ác man rợ kia, cần cải thiện cuộc sống của các tù nhân.
Vì những con người bị đày đọa một cách bất công đó mà nàng phải đánh tiếng chuông vang đến tận chính quốc. Đảo này cách xa nước Pháp 20.000 cây số, làm sao chính phủ Pháp có thể kiểm tra được? Không, nàng phải khéo léo để cuộc đấu tranh đạt hiệu quả thực sự. Thưa quý vị, Stephanie nói bằng giọng nhận lỗi, hai mắt cụp xuống, nụ cười ngượng nghịu trên môi. Tôi lỡ miệng nói ra câu vừa rồi, chỉ là vì một hôm Paris, tôi quên gọi ngài Tổng thống nước Cộng hòa Pháp bằng cái tên thân tình ấy. Stephanie giả bộ mỉm cười nhận lỗi. Xin các vị thứ lỗi, ngài Tổng thống đương nhiệm của nước Pháp với tôi là chỗ quen lâu năm. Ngài thường gọi tôi bằng cái tên thánh Stephanie, tôi cũng gọi ngài bằng tên thánh Patrice. Đúng ra, phải gọi ngài là thống chế Mắc Ma Hông, quận công Ma Sang Ta, Tổng thống nước Cộng hòa Pháp. Đúng là hài hước khi nghe nàng nhắc đến tên Mắc Ma Hông, lập tức mọi người đứng nghiêm ngay lại, đầu hơi cúi như thể đích thân Tổng thống Mắc Ma Hông vừa bước vào đây, đang đứng trước mặt họ. Cặp mắt của các bà long lanh kính cẩn, họ nhìn Stephanie bằng cặp mắt cảm phục, ra bà ta thân với ngài Tổng thống kia đấy. Thống chí Mắc Ma Hông vốn rất quan tâm đến bè bạn. Nếu như ngài biết tôi bị bắt lầm vào trại giam và bị đối xử tàn bạo như vậy, chắc chắn ngài nổi giận và sẽ thi hành những biện pháp để ngăn chặn tình trạng đó tiếp diễn. Và ngài làm được, tất nhiên, bởi ngài là tổng thống. Vậy là nàng đã đảo ngược tình thế. Nỗi phẫn nộ lúc trước, bây giờ biến thành lòng cảm phục. Stephanie thầm tự khen mình đã vô cùng khôn khéo. Cái câu giá trị nhất là, ngài là tổng thống. Nếu biết bạn ngài rơi vào trại giam và bị đối xử như thế này, ngài sẽ không để yên. Câu đó có giá trị tương đương như chuyện này không thể im đi được. Sẽ đến tại Paris, đến tại chính phủ, đến tại tổng thống, và ngài sẽ không bỏ qua. Bà lớn bẹt hoảng hốt, theo buổi chiêu đãi biến thành một cuộc meeting chính trị. Bà vội nói, thưa phu nhân Đích Thư Viên thân mến. Stephanie vội đứng dậy, bước đến cầm tay bà chủ nhà tốt bụng. Ôi, tôi rất lấy làm tiếc đã đề cập đến câu chuyện lẽ ra không nên nói ở đây. Thưa toàn quyền phu nhân kính mến, lúc nào khác chúng ta sẽ trao đổi riêng với nhau. Bà lớn mẹ thơ ngay, đâu có biết mưu đồ của Stephanie, vội nói nhỏ. Đúng thế, vậy mời phu nhân đến nhà tôi tối thứ sáu này. Ngày tiếp khách của tôi hàng tuần là ngày thứ sáu. Đến đó phu nhân sẽ kể cho tôi nghe, cũng như bạn bè của tôi, những thử thách phu nhân đã phải chịu tại trại giam. Có phải thế không các bạn của tôi? Bà quay sang các khách phụ nữ. Nhân đà Stephanie nói luôn, dân tôi sẽ đến. Chúng ta sẽ tổ chức một quỹ ban cứu trợ những kẻ bất hạnh. Nàng nhanh trí thay ngay chữ tội phạm bằng hai chữ bất hạnh. Quả là hai chữ này dễ được nữ giới đồng tình. Họ thì thầm với nhau. Mà tại sao lại không nhỉ? Đó là việc làm nhân đạo. Nhưng không ai lên tiếng mạnh mẽ. Stephanie lại để ý tới. Vậy là chúng ta nhất trí. Bà lớn sẽ là chủ tịch quỹ ban, thưa toàn quyền phu nhân kính mến. Nàng nói và quay sang mỉm cười nhìn bà lớn bạc. Bà lớn hoàn toàn xứng đáng nhận cái ghế ấy, chủ tịch quỹ ban cứu trợ những kẻ bất hạnh. Bà lớn đừng lo, hồi ở Paris tôi tham gia rất nhiều hội từ thiện. Tôi có nhiều kinh nghiệm về tổ chức, điều hành, về gây quỹ cho hội. Bà lớn làm chủ tịch là chính xác. Công việc của quỹ ban là công việc nhân đạo, công việc của nữ giới, đúng không thưa quý vị? Và tôi tin chắc bà lớn là chủ tịch quỹ ban sẽ tập hợp được lực lượng rộng rãi nữ giới trên đảo ta. Nhìn những bộ mặt tươi tỉnh đang tán thành, Stephanie tin chắc mình chiến thắng. Số phận tội nhân tại các trại giam tù công xã nhất định sẽ được cải thiện. Bây giờ đến lô cốt cuối cùng nàng cần phải đánh chiếm. Nàng quay sang viên chỉ huy quân sự của đảo. Thưa ngài chỉ huy, nàng nói giọng ngọt ngào với nụ cười duyên dáng hết mức. Tôi sẽ rất sung sướng được ngài tiếp tôi ngày mai. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Xin phu nhân biết cho rằng tôi rất bất bình trước mọi hành vi tàn bạo bất công. Đấy là truyền thống của Hải quân Pháp thưa ngài. Truyền thống công bình và nhân đạo đã là dinh dự cho Hải quân chúng ta. Nàng nói thế vì biết viên chỉ huy vốn là đô đốc Hải quân. Nàng đánh vào thói kiêu hãnh của tầng lớp sĩ quan đô đốc Hải quân. Phu nhân thân mến, lúc nãy phu nhân đang nói dở dang một câu. Stephanie ngạc nhiên. Câu nào thưa ngài, tôi không nhớ đấy. Lúc phu nhân nói đến ngài thống chế, phu nhân kể có một hôm ngài thống chế nói, nhưng phu nhân chưa kể ngài nói thế nào. Chà, chuyện chỉ huy quân sự này không phải loại có thể bịp được.
Stephanie thầm nghĩ, nàng mỉm cười. À, đơn giản thôi. Hôm đó thưa ngài chỉ huy, sau cuộc bao vây Paris và xuất hiện công xã, nàng nói chậm lại, tìm cách bịa câu chuyện cho giống như thật. Ngài thống chế gặp tôi, hai chúng tôi trao đổi về tai họa nội chiến. Cũng là người Pháp mà huynh đệ tương tàn, tôi bèn nói với ngài thống chế đại khái như thế này. Tôi không nhớ nguyên văn rằng họ là những kẻ làm loạn, nhưng dù sao họ cũng là những con người. Ngài thống chế tiếp lời tôi nói luôn, cũng như chúng ta, cũng như phu nhân và tôi. Viên chỉ huy quân sự nhìn nàng rất lâu. Stephanie không biết ông ta có tin câu chuyện bịa kia thật không, nhưng nàng vẫn nói tiếp, tôi quen với ngài thống chế từ rất lâu. Câu nói đó đúng là tác dụng như một tiếng sét. Viên chỉ huy ngẩn người nhìn nàng rồi nói khẽ, hình như từ ngày quân ta đánh chiến pháo đài Malakoff, nếu người ta báo cáo tôi không sai. Đúng thế. Tôi còn được biết phu nhân đã được tặng quân chương về những chiến công trên chiến trường Crimea và chiến trường Italia. Vâng, đúng thế, nàng nói, vẫn còn bàng hoàng không ngờ ông ta biết rõ lai lịch nàng đến thế. Nàng thầm nghĩ, mình dại quá, giá như đem hai tấm quân chương ấy sang đây và đeo nó trong buổi tối chiêu đãi này, chắc chắn sẽ còn gây hiệu quả nhiều hơn gấp bội. Nhưng ông ta còn biết những gì về mình nữa, liệu ông ta có biết hết không? Phải kiểm tra xem mới được, không cẩn thận là mình bị hố với ông ta mất. Phòng khách đang náo nhiệt, mọi người ca tụng vị chủ tịch ủy ban cứu trợ những kẻ bất hạnh Bert và bàn tán về những công việc của ủy ban sắp tới. Dàn nhạc đã cất tiếng, viên chỉ huy quân sự đã nghiêng mình mời nàng. Stephanie đặt nhẹ bàn tay lên vai ông ta đặt bàn tay vào eo nàng. Viên chỉ huy quân sự đúng là tay nhảy tuyệt vời. Nàng vừa buông thả theo bước chân và bàn tay dắt dẫn ông ta, vừa tỉnh táo hâm dò xem ông ta đã biết những gì nữa về nàng. Nhưng ông ta lảng tránh mọi câu hỏi của nàng. Ta không nên vội, hôm nay hãy tìm cách tranh thủ cảm tình của ông ta. Hình như ông ta vẫn còn luyến tiếc chế độ quân chủ thì phải. Những chiến công của các hoàng đế Napoleon đệ nhất và Napoleon đệ tam. Lúc tiếng nhạc dừng lại, viên chỉ huy quân sự đảo đưa nàng về chỗ. Nàng nói, cảm ơn ngài chỉ huy, vừa rồi được ngài đưa đi theo điệu nhạc và nhìn bộ quân phục của ngài, tôi tưởng như tôi đang khiêu vũ trong hoàng cung Tuileries. Trong ánh mắt viên chỉ huy quân sự lóe lên một niềm luyến tiếc, đồng thời một mối cảm tình đặc biệt với nàng. Thì ra vậy, ông ta đang phục vụ trong quân đội Cộng Hòa, nhưng tim ốc ông ta là tim ốc của một vị quan cao cấp trong quân đội hoàng gia. Ông ta vẫn kiêu hãnh về những chiến công ngày xưa. Tất nhiên ông ta phải căm ghét những người đi theo công xã rồi. Hẹn ngày mai thưa ngài, nàng nói thì thầm như kiểu hò hẹn với người tình. Vâng, ngày mai thưa phu nhân. Ông ta nói giọng nghiêm trang, nhưng nàng thấy rõ ông ta đã bị nàng chinh phục về mặt nữ tính. Stephanie vừa khai xong lời khai này, nàng đã ngẫm nghĩ suốt cả sáng nay, cân nhắc từng câu từng chữ, nêu ra những sự việc cụ thể, những tên người chính xác. Bà hãy tin rằng, thưa phu nhân thân mến, những lời phu nhân khai đều được ghi lại chính xác từng chữ. Viên chỉ huy quân sự nói, trỏ nhân viên thư ký lúc này đang đưa ông ta 3 trang giấy viết kín. Viên chỉ huy liếc qua rất nhanh, rồi đứng dậy đưa Stephanie xem lại. Nàng vừa bắt đầu đọc thì ông ta đã ra lệnh cho viên thư ký viết một giấy phép cho phu nhân Ditovin được quyền đến kiểm tra bất kỳ trại giam nào trên đảo Nouvelle Caledonie, đem đến cho tôi ký. Stephanie ngạc nhiên, nàng mỗi lúc một hiểu thêm con người kỳ lạ này. Từ câu nói từ ngày quân ta đánh chiếm pháo đài Malakoff đến câu ra lệnh cho nhân viên thư ký, nhân viên thư ký quay vào đưa viên chỉ huy tờ giấy thông hành in sẵn. Tốt lắm, hoàn toàn đầy đủ, Stephanie nói. Nàng đã đọc xong mấy trang biên bản, tôi chỉ còn việc ghi đã đọc lại và thừa nhận rồi ký là xong. Phu nhân quen làm các hợp đồng, thưa phu nhân thân mến. Vâng, từ bao nhiêu năm nay rồi. Trao đổi văn bản, ông ta mỉm cười đưa nàng tờ thông hành và nhận tờ biên bản nàng đã ký dưới. Tờ giấy này cho phép phu nhân được đến bất cứ nơi nào, kể cả những nơi nghiêm cấm không cho người ngoài lọt vào. Xin cảm ơn ngài, Stephanie mỉm cười nói, thưa phu nhân thân mến, tôi còn muốn trao đổi với phu nhân một chuyện đang làm tôi rất phiền lòng. Chuyện gì thưa ngài chỉ huy? Stephanie cảnh giác nói, về ông nhà chồng của phu nhân.
Stephanie bị hoàn toàn bất ngờ. Nàng không thể tưởng tượng đến đây là bị động vào chuyện đến Sene đã làm gì. Đã yêu cầu gì với nhà chức trách ở đảo chăng? Thưa phu nhân thân mến, tôi được hân hạnh gặp ông già nhiều lần. Cách đây khoảng 7 năm, giữa tôi và ông Gerson có nhiều cái suy nghĩ giống nhau về con người, về cuộc đời và nhiều vấn đề khác nữa. Trên tư cách bè bạn, ông Gerson có viết thư riêng cho tôi. Trong đó nói những gì thưa ngài, Stephanie đã lấy lại tự tin. Tôi chỉ xin nói đại ý thôi. Ông Gerson có kể tôi nghe về phu nhân, cuộc sống của phu nhân, mối tình của ông nhà với bà, cuộc hôn nhân và chuyến đi của bà rời Paris vừa rồi. Ông Gerson tỏ vẻ rất buồn. Ông mong muốn rằng bà trở về phải càng sớm càng tốt. Ông hy vọng tôi sẽ thuyết phục được phu nhân về phải bằng chuyến tàu biển gần đây nhất. Vậy là Rene vẫn bám theo Stephanie, không chịu buông tha nàng. Em ta sẽ làm gì nếu nàng chưa chịu về? Chắc chắn Rene không thể kiện nàng về tội ngoại tình để buộc nàng phải về. Hình ảnh nàng bị hai sĩ quan cảnh sát giải ra tàu để đưa về. Phải là hình ảnh chỉ bôi xấu thêm cho Rene. Tôi hoàn toàn chưa muốn trở về Pháp tin chuyến tàu gần đây nhất. Không thứ gì có thể ép buộc tôi, nàng nói dứt khoát. Tôi không bao giờ có ý nghĩ ép buộc phu nhân, bất kể hoàn cảnh nào. Tôi chỉ xin phép được nói với phu nhân và ông Gerson. Bởi vì vừa rồi sự vắng mặt của phu nhân kéo dài quá lâu, hơn 2 tháng trời. Khoảng nửa tháng trước khi phu nhân trở về Numea, tôi thấy bổn phận đối với bạn bè, buộc tôi phải báo cho chồng phu nhân biết chuyện phu nhân bị mất tích. Ai cho phép ngài làm như thế? Stephanie hỏi bằng giọng căm quốc. Bổn phận của tôi, chức vụ của tôi và tình bạn của tôi với ông Gerson. Khi báo cho ông nhà biết, tôi nói theo kiểu chung chung là rất có thể phu nhân bị bắt cóc để đòi tiền chuộc và chúng tôi quyết tâm phải điều tra giải thoát cho phu nhân. Xin phu nhân hiểu cho, sau khi phu nhân bị bắt cóc, tôi đã kiên nhẫn chờ đợi gần 2 tháng trời mới đành phải báo tin đến cho ông Gerson. Nếu ở địa vị tôi, phu nhân có làm như tôi đã làm không? Không. Stephanie thẳng thắn đáp, làm thế chỉ thêm rắc rối. Sau khi phu nhân trở về, chuyến thư này tôi cũng viết cho ông Gerson để giải tỏ cho ông nỗi lo lắng. Bất kể tàu Anh, tàu Pháp, tàu Đức, tôi đều có thư nhờ họ chuyển về Paris. Việc đã rồi chẳng thể gỡ lại được, nhưng Stephanie thấy có thể khai thác được tình huống này. Nàng nói, thật đáng tiếc, nhưng đúng là ngài không thể không báo tin đó về Paris. Tôi rất buồn là chuyện đó ảnh hưởng đến chồng tôi, đến các con tôi. Xin phu nhân tha lỗi, thông cảm cho tôi. Thật ra nàng biết quá rõ Rene, và nàng ít phiền lòng hơn là nàng tỏ ra với viên chỉ huy quân sự đảo. Họ này sẽ không dám lộ tai nạn của nàng ra với bất cứ ai, trừ phi có tin báo chính thức. Thú thật là tôi rất rầu lòng. Tôi không thể dùng từ nào khác. Nhưng tôi cũng xin cảm ơn ngài chỉ huy về sự thành thật của ngài, về việc ngài đã tiếp tôi, cấp cho tôi giấy thông hành. Bao giờ tôi cũng sung sướng được gặp phu nhân, thưa phu nhân thân mến. Tôi sẽ còn trở lại, tôi sẽ còn trở lại. Câu đó vang lên trong đầu óc nàng như một tiếng vọng. Trên đường về, Stephanie thầm hẹn với bản thân. Mình sẽ quay lại đây, nhất định sẽ giải thoát cho những người oan ức đó.